Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của Hoài Di An Duy, Lần Theo Nỗi Chết. Tôi thấy lại ngày cũ một thời tuổi nhỏ tôi thấy lại đời sống của mấy chục năm xa vắng, một thuở yêu đương, một thời chinh chiến, với khổ đau bất hạnh, ở 117 truyện ngắn của ngần ấy tác giả trong bộ sưu tập ba cuốn Văn Miền Nam trước năm 75. Quá khứ gần lại từ những trang sách là một đời sống thật, một thời đao binh khói lửa ở miền Nam Việt Nam, với những lãng mạn khát khao của những người viết tự do, viết cho mình, cho bằng hữu, cho tháng năm sau này. Và bây giờ quả thật nó không mất, những đứa con lạc loài trong cùng cảm giác về lại mái nhà, ở người đọc, ở những con chữ rộn ràng, thân phận con người, tôi tìm lại tôi và có thể bạn đọc lại hai người mới đọc lần đầu sẽ thấy lại chợ trời chữ nghĩa, không khí văn chương miền Nam thuở nào. Cái hạnh phúc tìm được hưởng chút ấm êm trải dài bất chợt khựng lại, đó là lúc những bút hiệu quen thuộc như Doãn Dân, Y Uyên, Song Linh, tên tác giả được ghi chú chết trận ở cuối bài, chỉ mấy dòng ngắn ngủi đó thôi, nhưng trong tôi xao xuyến chút ngậm ngùi. Họ là những người chết trẻ đi vào cõi chết với tâm hồn của người viết nửa chừng. Họ chết trước, chết giùm chúng tôi những người cầm bút trong cùng một cuộc chiến khổ nạn. Bây giờ là tháng 10 với mùa thu se lạnh trên xứ người, nhưng tháng 10 với tôi ký ức không quên, một trong mấy lần chết lưng chừng không thật. Chuyện ở trung tuần tháng 10 năm 1972. Như thường lệ, trung đoàn hành quân trực thăng vận. Buổi sáng sau khi đổ cắt, tiểu đoàn xuống đi theo mục tiêu ở phóng đầu hành quân, cho đến buổi trưa bốc tiểu đoàn 3, trung đoàn 15 xuống lằn tranh Long Tiên, Long Sơn. Xuống được hơn hai đại đội thì chạm địch dữ dội, tình thấy không mấy thuận lợi cho quân vừa xuống đất. Lúc bấy giờ là 2 giờ trưa, bộ chỉ huy hành quân trung đoàn 15 đóng tại Ba Dừa, Đông Nam Cai Lậy. Tôi đang trực ở trung tâm hành quân, qua máy nghe đại tá Cẩn gọi về, bảo tôi chuẩn bị ra bãi. Đã nhiều lần với tôi như vậy, tôi biết ông sẽ xuống đất tham dự trận đánh. Sau khi đổ quân xong, ông có lý do của ông để nâng cao tinh thần binh sĩ, gọi một binh sĩ hành quân đi theo, để đem nhận báo cáo tọa độ điểm ngủ, chuyển lệnh cho ba tiểu đoàn và đại đội trinh sát, liên lạc bộ chỉ huy ở nhà. Đó là lúc bộ chỉ huy nhẹ chúng tôi ở lại với tiểu đoàn qua đêm. Mỗi lần vậy tôi rất cực, khổ nỗi ông chỉ chọn mình tôi đi theo. Trên máy bay chỉ huy lúc bấy giờ chỉ có đại tá Cẩn, trung tá Johnson, cố vấn Mỹ và tôi. Không hiểu sao lần đó lại không có tiểu đoàn trưởng pháo binh như thường lệ. Năm chiếc trực thăng của phi đoàn Thần Điểu tiếp tục bốc quân đổ xuống mặt trận. Tình hình có vẻ khó khăn hơn từ phòng không địch. Lối đổ quân của đại tá Cẩn là càng xuống sau càng gần vào mục tiêu hơn. Về phía phi hành đoàn, ý kiến muốn ngưng nửa chừng do vấn đề an toàn, nhưng đại tá Cẩn quyết định bất cứ giá nào phải cho xuống đủ tiểu đoàn để tiếp ứng. Lúc bấy giờ máy bay chỉ huy vòng vòng trên mặt trận để theo dõi, pháo binh vẫn bắn ở tọa độ chạm. Chúng tôi xuống thấp nữa, đang ở độ cao khoảng 700 feet. Thình lình một ánh lửa vụt tới, một tiếng nổ lớn, máy bay rung động. Tôi nghe qua hệ thống vô tuyến từ tiểu đoàn dưới đất. Máy bay Thủy Tiên bị đứt đuôi rồi. Thời đó trực thăng ống tống khói còn thổi ngang về phía sau, nên dễ bị loại tầm nhiệt hít vào, sau này mới thiết kế cho thổi lên trời. Lần này đạn SA-7 chui tọt vào ống khói và nổ đứt thân máy bay. Lúc bấy giờ máy bay chỉ còn thân phía trước, mất thăng bằng lão đảo, hai viên phi công. Tôi chỉ nhớ một người là Trung Quý Diệm, pilot trực thăng, giật cần lái cho phi cơ tăng lên liên tục để làm giảm sức rơi xuống chậm lại. Kính chắn ở đầu phi cơ bị sức gió thổi bung, tiếng đại tá Cẩn la lên trong ống liên hợp. Máy bay Thủy Tiên rớt rồi. Quay sang tôi, ông la lên. Đưa máy cho Mỹ. Tôi đáp máy truyền tin đưa qua hắn ta, viên trung tá cố vấn Mỹ làm dấu thánh giá. Lần đầu tiên trong đời tôi biết cảm giác của người sắp chết, khi con người trong một tình huống không còn lựa chọn nào khác. Không hốt hoảng, không là mình, không là gì hết, bởi mọi sự chỉ diễn ra trong tích tắc,
Thoáng chốc tôi nghĩ đến cha tôi, người mà tôi vương vấn sống một mình nơi quê nhà, đến người vợ của mối tình từ thuở học trò rồi thôi. Tôi còn đủ tỉnh táo, niệm Phật được hai câu là máy bay quay vòng vòng lao thẳng xuống. Tôi không còn chỗ nào bám giữ, cả thân mình bị sóc tâng lên cao và trớt xuống, ngực đập vào thành ghế ngồi của viên phi công phía trước. Một tiếng động vang lên, khi máy bay trước dựng chúi thẳng xuống sình đất, bên trong máy bay mọi người bị tung lên, đầu chúi xuống đất, chân đưa ngược lên trời. Không khí yên tĩnh, bất động. Mấy đôi mắt nhìn nhau không nói, một không khí chết. Tiếng người phi công la lên, chúng ra đại tá. Tôi lấy bàn tay chùi vết máu từ tuyến mang tay chảy xuống, biết mình còn sống. Bên ngoài tiếng AK, M16, M79 nổ tưng bừng. Thì ra trong lúc máy bay bị bắn rớt, diễn tiến xảy ra trước mắt cánh quân ở dưới. Một đại đội được lệnh bỏ ba lô để nhanh chóng tiến quân về hướng phi cơ rớt. Tiếng la chung ra là tiếng kêu đánh thức cái không gian bất động trong thoáng chốc, vì máy bay vùi thân chúi dưới sình. Cửa hai bên thân đóng kín, mọi người chỉ còn cách thoát ra từ cửa kính chắn ở đầu phi cơ bị sức gió văng mất. Tiếng la của viên phi công, chạy đi, máy bay nổ. Xoay mình được hai bước, đại tá cảnh bảo tôi lấy máy liên lạc. Tôi thò bàn tay xuống nâng máy lên, chiếc cà rá mang ở ngón tay tuột mất. Khi lấy được máy, coi ra ống liên hộp bị đứt, không còn sử dụng được, tôi quăng lại, có tiếng la, máy bay nổ. Tôi bỏ máy xuống quay mình chạy theo. Tâm trạng lúc bấy giờ vừa hốt hoảng thoát chết vừa nghe tiếng đạn bên tai, chúng tôi chưa đủ thời gian định vị phương hướng, cắm đầu chạy vô bìa rừng trước mặt, thấy lố nhố lính đội nón sắt là chạy về hướng đó. Hai viên phi công kè hai xạ thủ bị thương chân, tôi kè đại tá cẩn, ông bị thương ở miệng do ống liên hợp xốc vào, ba bông mai trắng thiêu trên cổ áo lúc này thật nổi bật. Trung tá Johnson thì một thân một mình lo liệu, chạy cách máy bay khoảng 10 thước thì máy bay phần lửa bắt mồi cho đạn trong máy bay nổ tứ tung. Cũng nhờ cái may mắn này mà địch không băng ngang đồng trống rượt truy kích. Trong lúc hướng trước mặt chúng tôi là đơn vị đang tràn lên bắn cầu vòng, yểm trợ cho chúng tôi chạy về phía trước. Lúc này trên bầu trời xuất hiện hai trực thăng võ trang bay theo máy bay của đại tá Lãm, trung đoàn trưởng trung đoàn 14, đang hành quân ở Kiến Hòa, được Bộ Tư lệnh Sư đoàn điều sang, đang bắn rocket yểm trợ. Bất thình lình máy bay đại tá Lãm đáp khẩn cấp chặn đầu bốc cả đoàn chúng tôi lên. Máy bay chỉ huy đưa anh em không quân về phi trường Cần Thơ, cố vấn Mỹ xuống luôn. Chúng tôi về bệnh viện Ba Dạ Chiến ở Mỹ Tho. Thu thật, lúc chết sống mình còn sức để chạy. Bây giờ về nơi an toàn mới nghe toàn thân ê ẩm, đi đứng khó khăn. Trước ngực sau lưng cơn đau không chịu nổi. Lúc chờ kết quả chụp quang tuyến, tôi nghe có điện thoại của Thiếu tướng Di, Tư lệnh Sư đoàn 9 gọi tới thăm hỏi tình hình. Đại tá Cẩn nói, nếu Thiếu tướng cho tôi nghỉ tại chỗ đơn vị hành quân, không bay 2 tuần thì tôi vẫn ở mặt trận coi trung đoàn được. Trả lời về phần tôi, ông nói tình hình tôi có vẻ nặng hơn. Sau nửa giờ đồng hồ khám bệnh, Đại tá Cẩn nói với tôi, vậy là mình không chết. Rớt máy bay mà không chết là số mình khó chết. Máy bay chúng tôi bị đạn bắn rớt. Lúc ở giai đoạn này là chiếc thứ 19 của quân đoàn 4 và là lần đầu tiên tất cả đều sống sót. Đại tá Cẩn rủ tôi ra trước cổng bệnh viện. Ông hỏi, mày có tiền mang theo không? Tôi mở bóp coi đáp có 4.000. Ông nói đủ rồi. Đứng trước cổng một chiếc xe Jeep của viên đại quý tiểu khu vừa chạy tới. Ông đưa tay chặn xe nhờ quá gian ra khách sạn Minh Cảnh, có ba rượu trên lầu. Lúc này quần áo hai thầy trò còn dính bùn đất. Ngồi trên quán ông kêu chai Hennessy, một dĩa đậu phộng. Chúng tôi nói chuyện vừa qua. Một lát rượu thấm, vết thương chịu đựng cũng thấm. Ông mệt, tôi cũng mệt. Vừa lúc ba xe Jeep của trung đoàn tìm được địa điểm của hai thầy trò ngồi nhậu để trước về. Ông hỏi tôi, mày về hay ở lại? Không chờ tôi trả lời, ông nói luôn. Thôi, về bệnh xá trung đoàn nằm đi. Số mình lớn mà, không chết đâu. Không biết trong bọn mình mạng ai cứu ai. Chúng tôi trở về căn cứ hành quân, vừa xuống xe, sĩ quan trung đoàn xum xoe chạy đến bên đại tá. Phần tôi lúc còn đang trong cảm giác lạc lõng, bất chợt một dáng người nhỏ bé nắm tay tôi. Ông thầy có sao không? Tôi nhận ra Sâm. Sao mày không đi theo vô tiểu đoàn?
Nghe tin máy bay trước em trốn lại coi ông có sao không, rồi mai theo chuyến supply đạn dạo. Tôi nhìn lấy nó. Người thân của tôi lúc này là đây, là người lính nhỏ ở đơn vị theo tôi mấy năm rồi. Tôi bỏ tiểu đoàn về đây cùng lúc với ba sĩ quan khác. Những người bị thương nhiều lần gọi là cho nghỉ tạm một thời gian, nằm thay thế một lúc các sĩ quan khác thuyên chuyển dịp đổi trung đoàn trưởng. Sâm là người lính ở gần bên tôi. Hồi đó Huỳnh Văn Sâm khi được bổ sung về đơn vị, máy bay thả xuống trong hành quân. Tôi nhớ cận ngày Giáng sinh, nghe nó hỏi mấy người lính đứng gần. Ở đây không có làm Noel hả? Mấy thằng ôm bụng cười, đúng là thằng em ở Sài Gòn, lo cái mạng mày chưa xong ở đó mà lo. Thật vậy, ở chiến trường không có mùa Giáng sinh, có chăng là có tấm lòng, có kỷ niệm ở bài hát qua radio mang theo, có không tình yêu bỏ nơi chốn cũ, vui bên tiếng nói tiếng cười rộn ràng đèn đuốc, có tiếng chuông nhà thờ ở thành phố, nơi chốn bình yên, có sách vở thơ văn ca tụng mang theo ở túi ba lô, tất cả là nỗi nhớ, còn ở đây chỉ có chết chóc máu xương, có nỗi chết cận kề, một tình yêu đơn độc, người đi đâu chắc buổi nào về. Sâm lúc đó còn quá trẻ với vóc dáng khuôn mặt bún ra sữa, thương tình tôi giữ nó lại chung với mấy người lính quanh mình. Sâm gần bên tôi ở chiến trường 16 tỉnh đồng bằng, ở mặt trận Campuchia, ở An Lộc, tình cảm thầy trò như một tình thân trong nhà, ở lâu quá đã quen. Trời đi về đây tôi thấy cũng buồn, cũng nao lòng xao xuyến khi nhìn thấy đơn vị mình. Thật ra có gì ở ngày cũ, có gì ở khung cảnh đó, hay chỉ là chết chóc, trận đánh, mìn nổ, thương tích, không có tương lai, không có gì hết. Vậy mà sao, vẫn nhớ, vẫn buồn, phải chăng cái tình thân gần gũi bên sống chết không rời, sống là không chấp nhận, nhưng khi xa lại thấy ngậm ngùi, tiếc nuối. Tất cả là sự mệt mỏi ở tuổi trẻ, hư hao với năm tháng, không biết bao giờ tới phiên mình nằm xuống. Lần bị thương, lần thứ tư đó, tôi không về phép. Tình hình chiến sự căng thẳng, trung đoàn phải tăng phái giải tỏa nhiều nơi, nhiều chỗ. Sĩ quan đại diện trung đoàn phải ra ngoài nhiều hơn, không đủ người. Tôi ở lại trung đoàn trên hành quân, có bác sĩ điều trị. Vết thương bên ngoài không có gì trầm trọng, nhưng nội thương từ huyết ứ bên trong, đau lối sau lưng, mỏi không cách nào chịu nổi khi ngồi lâu. Chụp quang tuyến cũng không thấy gì, uống chích thuốc bớt cầm hơi vậy thôi. Ba tôi viết thư khuyên tôi làm theo, năm con cua đồng rửa sạch đập vỏ dập một chút, một tách rượu trắng chân cách thủy uống lấy rượu ăn cả xác cua, làm khoảng hai lần cơ thể hồi phục hơn. Ở thời trẻ tuổi, bây giờ đây hơn 30 năm qua, vết lói phía sau thỉnh thoảng khi trở trời. Thân thể yếu làm mỏi khó chịu khi nằm, ngược lại với hồi trước, hơn 30 năm cuộc chiến lụng tàn, nhưng ký ức mang theo không đánh mất. Tôi có thể nhớ rõ từng chi tiết một khi thời gian ở tuổi già, ở quá khứ qua đi. Điều tôi muốn nói ở đây không phải là chiến công trận đánh, không có hào quang xưng tụng, bởi ở chỗ đã kết thúc. Chúng tôi nhìn dưới cái nhìn của người trong cuộc, dù quan hay quân, ở đâu cũng có tấm lòng chân thật trong đối xử. Kỷ niệm sống chết ở tôi, ở anh em như một nặng nợ suốt đời mang theo. Ngày Sâm tử trận, tôi nghe tin muộn một tuần sau đó. Thương nó, thương cảm cho cái tính trung hậu thật thà, lo phần an nguy, tôi đã đưa Sâm về ban hai trung đoàn. Gọi về trình diện, Sâm thưa em không có chữ nghĩa làm sao làm được. Tôi nói không cần, chỉ đứng gác bảo vệ thôi, nhưng Sâm quyết liệt không chịu. Sâm nói, ông cho tôi về đây hết là tôi đào ngũ, tôi muốn sống ở đơn vị mình. Tôi biết bản tính Sâm chân thật, không muốn biết, không ngoan, nắm lấy cơ hội an thân. Chỉ biết sống trong cái nhận chịu quen thuộc, lúc Sâm chết, bây giờ là hạ sĩ nhất. Tôi buồn, thật buồn. Về phần đại tá Cẩn, có thể từ lần trước máy bay sống chết đó và tháng ngày làm việc gần gũi, tôi chỉ thuần túy theo ông ở mặt trận. Ông có vẻ ưu ái nhiều mặt với tôi hơn. Có thể ông thích tôi vì bản tính ít nói, có thể vì ông thích làm việc với người trẻ, lúc ông mang đại tá là 33 tuổi. Qua đối xử tôi cảm nhận một điều. Cái tình anh em ông đối với tôi hơn là cung cách của một người chỉ huy.
Thật vậy, cho đến sau này khi ông rời trung đoàn về làm tỉnh trưởng Chương Thiện, tôi nhớ mấy tháng sau dịp về bộ tư lệnh sư đoàn 21, tôi ghé qua thăm ông, nghe sĩ quan chánh văn phòng báo tên ông rời văn phòng cặp cậu rủ tôi về nhà chơi. Lúc này trông ông thoải mái, bàn ăn chỉ có hai người, cũng thứ rượu quen thuộc. Buồn vui chuyện cũ, ngày nào ở trung đoàn, chuyện mới ở địa vị bây giờ, khó khăn đơn vị địa phương quân giữ đồn bót, khó khăn ở khuôn thước một vị tỉnh trưởng hành chánh. Vợ đại tá Cẩn, tôi gọi danh xưng bằng cô như lúc ở trung đoàn. Cô dẫn tôi ra phía sau trong dinh khoe công trình của cô, trên là chuồng nuôi mấy con heo, dưới là ao thả cá. Tôi thấy hơi ngỡ ngàng ở địa vị mới của cô. Cô vẫn vậy, vẫn mộc mạc đời sống thực tế của một người đàn bà vợ lính. Bây giờ đây, chiến tranh Việt Nam đã là quá khứ. Máu xương của người Việt, cái giá phải trả của người hai miền Nam Bắc. Trong những người chết trận, những người thành danh quan chức, những chiến sĩ vô danh, những người cầm bút viết cho chúng tôi đọc, anh không là người cầm bút, mà là người cầm quân tôi cảm phục. Có biết bao đồng đội hy sinh ở chiến trường, nhưng cái chết của đại tá Hồ Ngọc Cẩn lại khác. Một cái chết đi vào lịch sử, biểu tượng bất khuất cô độc. Nhắc lại anh là nhắc lại một tình thân, khơi lại vết thương lòng, nỗi đau tủi nhục của người mất nước sống lưu vong. Có điều an ủi, dù bẻ bàn cho một phận người, nắm mồ chôn dập vùi hoang lạnh thân xác anh ngày nào, đã được đào lên, tro cốt mang ra đất nước tự do, yên nghỉ ở chùa, nghe câu kinh tiếng kệ siêu thoát. Tôi sống ở đất nước này, mỗi ngày y như thường lệ. Lúc chiếc xe sắp đến sở làm cận phi trường là lúc nhìn thấy những chuyến bay xuống thấp nữa trước tầm mắt, những chuyến bay an bình thanh thản ở xứ người. Năm tháng qua đi, một thời chiến tranh chỉ còn lại trong sách vở, đọc rồi bất chợt nhớ ngày nào, đôi khi tôi muốn quên, không nhắc, không nhớ, không nghĩ gì hết. Tôi sợ sống lại với nỗi đau không gì bù đắp nổi. Thà với hư không, quá khứ là nỗi lặng, mây vẫn bay trên đầu, tôi sống lấy cùng tôi. Tác giả Hoài Giang Duy. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.